Bây giờ lại lục tủ có cái gì để ăn à? Ngoài những bữa ăn chính thì các bạn nên bổ sung collagen, hoa quả thật nhiều vào các bạn nhé. Sẽ giúp chúng ta tăng sức đề kháng này, trẻ hóa này. Và mỗi ngày nên ăn sữa chua trước bữa ăn để cải thiện cái hệ thống tiêu hóa. Còn bữa chính hôm nay đã đến rồi, mời các bạn ăn thịt nướng với mình nha. Và không thể thiếu đó là rau đi kèm các bạn ạ. Có cà chua, ớt chuông và các loại rau. Mình bên này đang mùa hè nhưng mà phải mặc áo ấm đấy các bạn. Bây giờ mới tháng 8 mà đã lạnh rồi. Năm nay lạnh sớm các bạn, mưa lạnh sớm. Mưa cả tuần này luôn. Nhiệt độ ban đêm nó chỉ về 8 độ kiểu thôi các bạn. Tháng 8 mà vậy đó. Mấy các bạn nha. Thích nướng. Mấy các bạn cũng thích nướng với mình nha. Hôm nay thiệu gì nhỉ? Thiệu lại tất cả các bạn ạ. Rất thơm. Bữa này nên ăn đun nước này rất là hợp luôn. Sống thoải mái rồi, nhiều lắm. Ít nữa vào lành rồi, chỗ mình tuyết nó rơi rồi. Như bình thường là tháng 11 là tuyết bắt đầu rơi này. Không biết năm nay lành sớm thế này thì không biết là tuyết có rơi sớm hơn không. Từ đấy vào mùa đông thì không trông được cái gì đâu các bạn. Tuyết nó phủ trắng, nóng 6 tháng luôn. Ở này làm tiếng cửa ra rất là ngon. Mình tẩm bột chiên đấy các bạn. Ngon.
mua vàng lại với mua trắng các bạn. Về lời Nhật vui sống kỳ nghỉ lễ u bóng các bạn. Mọi người bắt đầu lại trở lại công việc bình thường này. Nghỉ một tuần ròng rã. Nhưng năm nay thì chả đi chơi được đâu vì cả nước mưa cả nước các bạn. Mình thì không đi đâu đâu vì mình tiêm vaccine nên mình sẽ đi đâu. Ở nhà nghỉ ngơi. Tiếp thêm nước chấm các bạn. Cắt tiếp.
bây giờ sự thật các bạn, dịch bệnh nữa thì dịch bệnh, nhờ dịch bệnh khắp đến thế giới nhá, nơi thì chạy rừng, nơi thì chiến tranh. Nơi thì lũ lụt nữa chứ, lũ lụt thiên tai thì đang ở Trung Quốc với lại Nhật Bản, ở phía nam Nhật Bản ấy. Cảnh báo đen luôn đấy. Còn ở châu Âu thì lại chạy rừng. Tạm biệt, chúc các bạn ngủ ngon nha. Oyasumi nasai. Goodbye and goodbye.